Let's beat the legend.
hình với khách hàng đã tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Cụ thể ngày hôm nay khách hàng chúng tôi là bà Đinh Thị Hậu đã tham gia hợp đồng sản phẩm cùng với công ty bắt đầu từ tháng 3 năm 2016. Thưa quý vị, bà Hậu không may mắc phải lâm bệnh trọng, đã được gia đình và các y bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng bà không qua khỏi. Và ngày hôm nay Manulife có mặt ở đây để thực hiện đúng nghĩa vụ, đúng cam kết của mình, đó là chi trả quyền lợi tử vong cho gia đình của khách hàng với khoản tiền số tiền bảo hiểm là 157.800.000 đồng. Kính thưa toàn thể quý vị khách hàng, có lẽ đối với bạn khi bắt đầu đặt bút ký một hợp đồng tham gia bảo hiểm nhân thọ cũng sẽ giống như rất nhiều quý vị ở đây. Đây là một mong ước tiết kiệm tài chính cho gia đình, cho bản thân, bảo vệ tài chính gia đình mình trước những rủi ro trong cuộc sống có thể xảy đến. Và có lẽ trên hết, bà mong muốn đây là một khoản tiền tiết kiệm cho tuổi già hưu trí, cho tuổi già nghỉ ngơi bên con cháu của mình. Hoặc hơn nữa, đây có thể là một khoản tiền sau này để lại cho con của cháu mình để chắc cánh những ước mơ ngày cao ngày xa hơn. Xin chào Nga, không mơ. Rồi bạn có thanh toán cái quyền lợi bảo hiểm cho cháu Bảo Ân. Vậy thì bạn thấy cái cách thanh toán mới trên điện thoại là như thế nào? Mình thấy cái cách thanh toán trên điện thoại thì nhanh gọn và thuận tiện, không có gì vướng mắc cả. Không phức tạp đâu đúng không? Không phức tạp. Bạn ạ, thực ra thì bây giờ có rất nhiều khách hàng họ muốn thanh toán bảo hiểm không? Tuy nhiên là họ còn băn khoăn về cái cách thanh toán, rồi họ nghĩ rằng thanh toán bảo hiểm là cái gì rất là khó, và họ nghĩ rằng tham gia dễ còn đi lấy tiền cũng bảo hiểm rất là khó. Vậy thì Nga có thể chia sẻ để cho các cái khách hàng đó họ yên tâm hơn trước khi tham gia bảo hiểm để họ theo mình ấy thì cũng không có cái gì đáng ngại lắm, bởi vì là tham gia bảo hiểm thì khi tham gia thì cũng rất là nhanh, hoặc là mình có cái vấn đề gì về sức khỏe được thanh toán bảo hiểm y tế, cái quyền lợi y tế của mình hoặc là các quyền lợi gì trong cái gói bảo hiểm của mình ấy, thì cái thủ tục nó nhanh gọn, không có cái vấn đề gì vướng mắc, nên là mọi người có thể là hoàn toàn yên tâm. Như mình đã tham gia bảo hiểm rồi, và nếu như mà điều kiện kinh tế cho phép thì có thể muốn tham gia thêm một cái gói nữa. Cái thời gian mà hôm từ lúc Nga làm cái thanh toán đến lúc nhận được tiền là có lâu không ạ? Cái thời gian mà để nhận được cái khoản tiền đó thì rất là nhanh, khoảng 3 đến 5 hôm là nhận được. Xin cảm ơn Nga đã có những chia sẻ rất là trình báo với khách hàng của các công ty mà đang muốn tham gia. Tại vì đúng không? Xin chúc Nga luôn là mạnh khỏe, thành công và đặc biệt là ba đại thành luôn là những địa chỉ đặc biệt đáng tin cậy đối với khách hàng.